Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại kênh của mình nhá. Hôm nay thì mình đang giới thiệu cho các bạn một trong những cái sản phẩm là chiếc cánh quạt của Isuzu FPM. Hôm nay tiện bán cho anh trai cánh quạt thì mình bỏ ra thì mình quay cho mọi người xem. Đây là cánh quạt của Isuzu FPM các bạn nhá. FPM, Isuzu FPM. Đây, đây của nó các bạn này, mặt trước mặt sau này các bạn này. Đó, hàng này nó đang đẹp luôn. Ở Việt Nam mình thì toàn bộ cái đồ này sản xuất tại Trung Quốc thôi các bạn nhé, không phải là chính hãng đâu, nhưng mà hàng này là một trong những hàng Trung Quốc đẹp. Đấy, các bạn thấy không, rất đẹp luôn. Cánh quạt của Isuzu FPM, con này bao gồm 2 này, 4 này, 6 này, 7 cánh các bạn nhé, 7 cánh. Đấy, hôm nay mình sẽ đo cho các bạn cái kích thước của Isuzu FPM để các bạn chẳng may có vấn đề gì thì các bạn sẽ gọi điện cho mình và đo cho sẽ các bạn sẽ đo như này các bạn nhé. Chung chung này các bạn này. Chúng ơi, có thể thước này chúng ơi. Cái đấy phải cầm trong nhà ra các bạn ơi. Đây, tổng chiều dài xài cánh từ bên nọ sang bên kia các bạn nhá. Đây, mình đo hết tất cả các kích thước cho các bạn này. Đó, và kích thước từng cánh một này. Đấy, thì anh em có vấn đề gì thì chúng ta mua. Đây và lỗ đây, ô bên trong. Đây là tâm bóc nha. Tâm bóc từ bên nọ sang ốc kia các bạn này. Đấy, chính giữa là khoảng cách từ ốc này. Đấy, mình đo hết tất cả các thứ. Các bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể để mua nó sẽ hơn. Đó, ok cho các bạn. Đấy, có thể anh em liên hệ mình theo số điện thoại là 09788-23083 và 09788-23038 các bạn nhé. Đây, anh em có điều nha. Đấy, đo nó cái lòng này các bạn xem rồi. Ok, thank you mọi người, đây là điều hay còn là một người video xong.